Ok, vậy qua đây nhá, chúng ta đã xác định được hết đúng không? Đây là các hoạt động nào rồi, đúng không? Đấy, đây là các hoạt động mấy rồi. Thì bây giờ ấy, chúng ta lập rất là dễ nhá. Được chưa? Đến đây ấy, là cơ bản là xong rồi đấy. Từ đây chúng ta sẽ lập được ngay, đúng không? Từ đây chúng ta sẽ lập được ngay cái báo cáo là chuyển tiền tệ theo pháp trực tiếp. Mình sẽ lập bên này này. Ta có báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như sau. Đúng không? Theo pháp trực tiếp. Đó. Thế bây giờ nhá, theo pháp trực tiếp này chúng ta sẽ làm như thế nào đúng không? Thì chúng ta sẽ liệt kê tất cả mọi thứ ra, đúng không? Chúng ta sẽ liệt kê tất cả mọi thứ ra ở đây này, bao gồm nhá các hoạt động đúng không? Ở đây thì mình sẽ nói cho các bạn đúng không? Trong phần lý thuyết mình đã nói rồi đấy, đây này, đấy, tức là nhá, chúng ta sẽ có này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi từ hoạt động đầu tư cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không? Rồi từ hoạt động tài chính cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok chưa? Đấy, cho nên nhá, để đơn giản là mình sẽ ghi như sau. Được không? Để đơn giản mình sẽ ghi như sau. Mình sẽ ghi này, hoạt động kinh doanh trước, đúng không? Hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh ấy thì nó sẽ có 7 khoản mục như nãy mình nói đúng không? Thì mình sẽ ghi đơn giản là kinh doanh 1, được chưa? Mình sẽ ghi đơn giản là kinh doanh 1 này, kinh doanh 2 này, rồi kinh doanh 3 này. Đúng không? Rồi, thì lần lượt đúng không? Đến kinh doanh 7 thôi. Kinh doanh 4, 5, 6, 7, được chưa? Đấy, có 7 hoạt động kinh doanh như vậy. Xong sau đó ấy, nó sẽ đến một cái là lưu chuyển tiền thuần không? Tiền thuần từ động kinh doanh, được chưa? Hoạt động kinh doanh đấy. Tiếp theo này, tiếp theo sẽ đến là gì? Hết hoạt động kinh doanh là đến hoạt động gì? Hoạt động đầu tư, chắc chắn như vậy rồi đúng không? Thì hoạt động đầu tư mình nghĩ cũng sẽ có là gì? Đầu tư 1 đúng không? Rồi đầu tư 2, tương tự như vậy đúng không? Đến đầu tư 3, 4, 5, 6, 7, được chưa? Xong sau đó lại đến là gì? Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động gì? Từ hoạt động đầu tư, ok chưa? Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư nha. Đầu tư. Đó. Và tiếp theo này, hết hoạt động đầu tư sẽ đến hoạt động gì? Tài chính. Yeah. Không, tài chính sẽ có tài chính 1, tài chính 2, như nãy mình nói cho các bạn đúng không? Hoạt động tài chính mình sẽ có 6 cái. 3, 4, 5, 6. Ok. Xong sau đó xong mình lại đến là gì nhỉ? Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động gì? Từ hoạt động tài chính thôi. Ok chưa? Đấy. Xong sau đó hết tất cả cái lưu chuyển tiền thuần rồi ấy. Thì trong lý thuyết mình quên chưa nói đúng không? Mình nói đến hết ba cái lưu chuyển tiền thuần thôi. Đấy, sau khi mà chúng ta làm xong cái này vẫn chưa xong đâu. Được không? Ở đây mình sẽ nói nhá. Các bạn chú ý ghi lại đúng không? Sau khi chúng ta xác định hết được lưu chuyển tiền thuần rồi ấy, thì nó sẽ còn một số cái nữa. Đó là gì? Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ. Được không? Ok. Lưu chuyển. Đây. Chuyển tiền thuần trong kỳ. Đấy, cái đầu tiên. Được chưa? Xong sau đó đến là tiền và tương đương tiền đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền này. Đầu kỳ. Rồi, sau đó đến ý là tiền và tương đương tiền cuối kỳ nha. Ok. Đây. Cuối kỳ. Rồi. Thế thôi. Ok chưa? Ok nhá. Đấy, thì có những cái này nữa thôi là xong. Được chưa? Rất là dễ vậy thôi. Thì bây giờ này, mình chỉ cần điền vào thôi đúng không? Mình chỉ cần điền vào thôi. Đây hoạt động kinh doanh nhá. Ở kinh doanh của chúng ta bao gồm những cái kinh doanh 1 này, đúng không? Rồi kinh doanh 2, kinh doanh 3 các thứ đúng không? Mình sẽ điền bên này nhá. Ok, cho nó đẹp này. Kinh doanh 1 của mình ấy sẽ bằng những cái nào? Thì bây giờ rất đơn giản thôi, đúng không? Những cái nào ấy ở kinh doanh 1 thì các bạn làm gì? Cộng hết lại giúp mình, thấy chưa? Những cái nào ở kinh doanh 1 chúng ta cộng hết lại giúp mình. Đây, kinh doanh 1 đây, nó sẽ có 1140 này. Nó sẽ lấy tất cả mọi thứ đó cộng vào. Cộng tiếp này. Cộng tiếp này. Đấy, ba kinh doanh 1 này. Rồi. Và các bạn nhớ giúp mình nhá. Kinh doanh 1 liên quan đến là gì? Thu đúng không? Tiền thu được. Cho nên nó chỉ ở bên nợ thôi. Chứ các bạn đừng tìm bên có làm gì. Đúng không? Các bạn đừng tìm bên có làm gì. Tại vì tên nó là gì? Tiền thu được mà. Thu được chắc chắn ở bên nợ. Đúng không? Là tăng tiền ấy. Chắc chắn ở bên nợ. Chứ không thể nào bên có được. Được chưa? Cho nên ta chỉ cần tìm bên nợ thôi. Vậy mình đã tìm được ở bên nợ. Ta có 111 là ba cái này rồi. Đúng không? Ba cái này rồi. Tương tự như thế mình sẽ tìm bên nợ. Ta có 112. Đúng không? Cũng có những cái này nữa. Cộng tiếp này. Cái đầu tiên là cái này không? Ok. Cộng tiếp này không? Cộng tiếp này không? Cộng tiếp này không? Đấy, và cộng tiếp này không? Hết. Được chưa? Nó ra là gì? 6.478. Ok chưa? Đấy là kinh doanh 1. Tiếp đến là kinh doanh 2 nha. Kinh doanh 2 ấy, thì mình đã nói rồi. Đấy là cái kinh doanh 2 này các bạn nhìn tên nó là gì? Đây, các bạn nhìn tên là gì đi. Tên nó là gì? Tiền chi trả. Tiền chi trả chắc chắn nó sẽ mang dấu gì? Chắc chắn nó sẽ mang dấu âm nha. Đây mang dấu dương, cái này chắc chắn sẽ mang dấu âm. Được chưa? Chắc chắn mang dấu âm. Đấy, tức là các bạn tính ra xong các bạn để cho ngoặc như này giúp mình. Ok không? Để ngoặc như vậy giúp mình nhá. Thì nó sẽ tự hiểu mình là dấu âm. Ok.
thì bằng cái gì đây? Kinh doanh hai đúng không? Kinh doanh hai tiền chi thì chắc chắn nó sẽ ở bên có, được chưa? Các bạn hình dung ấy, những cái nào là tên là thu ấy thì nó sẽ ở bên nợ, những cái nào tên là chi nó sẽ ở bên có. Thì thôi, các bạn thấy một cái kinh doanh hai chưa? Một kinh doanh hai là 100, ok. Có nào kinh doanh hai không? Hết đúng không? Có một cái ở bên này thôi. Tương tự bên này có không? Kinh doanh hai đây rồi đúng không? Một cái kinh doanh hai đây là 2120, được chưa? Đấy, vậy các bạn chỉ cần lấy cái này cộng cái này thôi. Hết, đúng không? Đóng ngoặc vào. Đó. Thì nó sẽ ra là gì? 2220. Và các bạn nhớ nhá, nó sẽ mang dấu âm được không? Thì mình sẽ để dấu trừ ở đây. Được chưa? Mình sẽ để dấu trừ đây nha. Được chưa? Nó phải là dấu âm. Các bạn hình dung không? Tên nó là chi cho nên nó phải để dấu âm. Và trong những môn kế toán thì chúng ta để như này nhá. 220. Được chưa? Đấy. Các bạn sẽ ghi như vậy. Được không? Các bạn sẽ ghi mở ngoặc 220 ấy. Như thế này này. Được chưa? Đấy, các bạn sẽ ghi như này giúp mình nha. Ok, được không? Đấy, các bạn sẽ ghi như này giúp mình. Khi mà các bạn trình bày trong vở chẳng hạn, các bạn sẽ trình bày như này giúp mình nha. Đó. Cái này thật ra có thể chỉnh được thành dấu ngoặc ấy, nhưng mà mình quên mất rồi. Nếu mà chỉnh như nào ta? Rồi đây, đúng rồi. Thành dấu ngoặc rồi mọi người. Đấy, thật ra chỉnh được ấy nhá, không phải không chỉnh được đâu. Chỉnh được. Ok chưa nào? Rồi. Đó. Được chưa? Nếu mà các bạn để chế độ số ấy, các bạn để chế độ số thì nó sẽ ra âm như này, được chưa? Thì các bạn để ở cái dạng gọi là tính toán này đúng không? Tính toán này, accounting này là cái hàm ấy thì nó sẽ để như này cho mình. Ok chưa? Nó sẽ để như này cho mình nha. Đó. Được chưa? Rồi mình sẽ để như này nhá. Mình sẽ để thế này đi. Ok không? Rồi. Này, được chưa? Đấy, nó để âm là như này nhá. Xong này. Tiếp theo nhá, mình sẽ đến kinh doanh 3. Thì kinh doanh 3 của mình ấy, nó là gì? Mình lại cùng xem đúng không? Đây. Kinh doanh 3 là gì? Tiền chi trả cho người lao động. Ok. Lại là chi trả cho người lao động. Vậy nó sẽ mang dấu âm. Bằng này. Âm, mở ngoặc. Đúng không? Mở ngoặc ấy, mình sẽ lấy những cái kinh doanh 3 mình cộng vào nhau thôi. Được chưa? Kinh doanh 3 ở đây có không? À mà nó là chi đúng không? Đang là chi trả. Vậy cho nên chắc chắn nó sẽ ở bên này. Bên có. Không có này. Bên này có không? Có đúng không? Đây, kinh doanh 3 đây. 1400, đúng không? 1400 và chỉ có một cái thôi. Đấy, vậy bằng trừ như này đóng ngoặc vào. Ok chưa? Rồi, đấy là mình sẽ bôi tất cả cái này, mình xác định nó là cái dạng accounting nha. Để nó tự chuyển cho mình. Được không? Rồi, sẽ tự chuyển cho mình. Được chưa? Ok. Tiếp theo này, kinh doanh 4 là gì? Kinh doanh 4 có phải tiền chi không? Ta lại xem nhá. Kinh doanh 4 là tiền chi trả lãi vay. Ok, vẫn là chi, cho nên nó vẫn là bằng mở ngoặc âm này. Đấy, âm mở ngoặc đúng không? Nhớ, các bạn kinh doanh mấy cái chi thì các bạn phải để dấu âm. Ok chưa? Kinh doanh 4 của mình đúng không? Là chi thôi. Thì kinh doanh 4 các bạn sẽ tìm thấy ở đâu? Được chưa? Kinh doanh 4, đây rồi, có một cái đây rồi đúng không? Bằng cái này. Cộng này. Còn kinh doanh 4 nào nữa? Đây rồi. Cộng tiếp này. Hay kinh doanh 4 rồi nha. Bên này có không? Kinh doanh 4 có một cái nữa. Ok. Hết. Đúng không? Có ba cái này thôi. Thì cộng vào xong đóng ngoặc vào đúng không? Đấy, nói ra chúng ta là gì? 370. Ok chưa? 370. Đến kinh doanh 5 là bao nhiêu đúng không? Kinh doanh 5 thì chúng ta hãy xem nó là cái gì? Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Ok. Vậy là tiền chi thì chắc chắn lại mang dấu âm bằng này. Mình sẽ để dấu âm ở trước. Đúng không? Và đây có mấy cái? Ở đây là kinh doanh mấy nhỉ? Kinh doanh 5. Ok. Kinh doanh 5 nó chỉ có một cái thôi. Được chưa? Các bạn có thể nhìn đây này. Nó chỉ là 130 ở 3334 thôi. Ok không? 334 đấy là tiền chi trả thuế nhập doanh nghiệp mà. Đúng không? Nó chỉ có một cái thôi. Đấy. Ok chưa? 130. Tiếp theo kinh doanh 6 và kinh doanh 7. Thì các bạn nhìn này. Kinh doanh 6 là tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh cho nên nó sẽ mang dấu dương. Còn số 7 là tiền chi khác cho nên nó sẽ mang dấu âm. Ok chưa? Đấy, cứ thu là dương, chi là âm. Thì thôi. Bằng này. Ở đây là thu đúng không? Cho nên nó mang dấu dương bình thường rồi. Mình không cần ghi âm nữa. Rồi, thu chắc chắn nó sẽ ở bên này. Kinh doanh 6 đây có một cái đúng không? 25. Đấy chưa? 25. Còn gì nữa không? Không có cái nào nữa đúng không? Hết rồi. Trái đâu không? Ok, bằng 25. Tiếp theo kinh doanh 7 là lại là chi. Chi sẽ có dấu âm ở trước xong rồi mở ngoặc ra đúng không? Kinh doanh 7 sẽ là chi, vậy chúng ta nhìn ở bên có ấy, có cái nào không? Không có này. Đây, một cái đúng không? Kinh doanh 7 là 50 này. Hết chưa? Hết rồi, đúng không? Không có cái nào nữa. Rồi, ok. Đấy, bên đó là 50 trong dấu ngoặc đơn. Ok chưa? Vậy rất đơn giản là gì? Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh sẽ bằng này, tổng hết tất cả những cái trên. Ok chưa? Tổng hết từ đây đến đây là xong. Ok. Đó, được chưa? Vậy nó sẽ ra là gì? 2333, được chưa? Thế thôi.
Rồi, tiếp theo đến hoạt động đầu tư nha. Hoạt động đầu tư là chúng ta có đầu tư một, đầu tư hai các thứ đúng không? Thì chúng ta lại phải xem này. Đầu tư một sẽ là gì? Tiền chi để mua sắm, chi chắc chắn mang dấu âm, ok chưa? Bằng này, âm. Chi để mua sắm thì mình sẽ xem những cái nào là đầu tư một nha, mình cộng hết vào nhau. Đầu tư một đâu rồi? Đầu tư một là chi đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ ở bên có. Nó xem đây có cái nào không? Không có. Đây, có một cái là 500 đây rồi đúng không? Đấy, một cái là 120 nữa, cộng 120. Xong đóng ngoặc vào nha. Đóng ngoặc vào. Rồi, nó ra là 620. Được chưa? Đấy, đầu tư 1. Tiếp đầu tư 2 là gì? Ra xem này. Tiền thu từ thanh lý. Ok, nói chung là thu. Thu thì chắc chắn sẽ là gì? Sẽ là dấu dương. Ok chưa? Vậy dấu dương ấy chắc chắn nó sẽ ở bên nợ nhá. Được chưa? Thu chắc chắn ở bên nợ. Thì ta xem có cái nào liên quan đến đầu tư 2. Đây rồi, có một cái đúng không? Là 250. Có nào không? Có nào đầu tư 2 nữa không? Không có đúng không? Một cái thôi. Ok, vậy bằng luôn, đúng không? Nó ra là 250 cho chúng ta. Tiếp theo đến cái gì? Đến đầu tư 3, được chưa? Đến đầu tư 3. Thì đầu tư 3 của chúng ta ấy là liên quan đến thu hay chi đây? Tiền chi cho vay mua các công cụ, đúng không? Có lại là tiền chi. Tiền chi chắc chắn nó sẽ mang dấu âm ở trước, xong mở ngoặc ra đúng không? Ta xem những cái nào đầu tư 3 cộng vào nhau thôi. Rồi. Đầu tư 3, đây là có một cái rồi là 600, đúng không? Có một cái là 600. Xem còn gì không? Bên này có cái nào đầu tư 3 không? Không có. Đúng không? Ok, không có. Thì thôi. Đúng không? Rồi, đầu tư 4, 5, 6 các thứ đúng không? Thì đầu tư 4, đầu tư 5 là gì? Tiền thu hồi cho vay. Ok, là mang dấu dương. Tiền chi là mang dấu âm. Ok chưa? Thu dấu dương, chi dấu âm. Thì chúng ta xem có cái nào đầu tư 4, đầu tư 5 không? Đầu tư 4, đầu tư 5. Không có đúng không? Còn không tìm thấy cái nào đầu tư 4, đầu tư 5 cả. Cho nên đây sẽ là không, đây sẽ là không. Ok, được chưa? Không nha. Đấy, không nó để dấu gạch này, tức là không đấy. Tiếp theo đến cái số 6 là gì? Đầu tư 6. Đầu tư 6 chúng ta xem này, tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào vị khác. Đây là thu rồi, chắc chắn sẽ mang dấu dương. Dương cho xem này, có cái nào đầu tư 6 không? Đầu tư 6. Đây, đầu tư 6 đây rồi đúng không? Có một cái đầu tư 6 đây là 90. Hết rồi. Được chưa? Cuối cùng là đầu tư 7. Đầu tư 7 là cái gì? Tiền thu lãi cho vay và cổ tức là nhận được chia. Thì chúng ta thấy không có cái nào trong đây như thế đúng không? Không có cái nào đầu tư 7 cả. Chúng ta phải có cái phần mà gì, chúng ta đi trả cổ tức thôi, chứ bài này chúng ta không có cổ tức được chia, được chưa? Cho nên nó cũng là không luôn. Và cuối cùng là gì, chúng ta sẽ tính cái lưu chuyển tiền thuần thuộc đầu tư, chứ là tổng đúng không, tổng từ đầu đến đây luôn, ok chưa? Từ đầu, nhưng mà từ đầu của hoạt động đầu tư nha, chứ từ bọn nào từ đầu này là sai luôn đấy, được chưa? Tức là tính đầu từ động đầu tư thôi, tức là từ đầu tư một trở đi thôi, đúng không? Ok, giờ âm 880, được chưa? Âm 880. Tiếp theo hoạt động tài chính. Hoạt động tài chính chúng ta xác định bình thường đúng không? Tài chính 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cụ thể này chúng ta xem. Tài chính của mình ấy, cái số 1 là gì? Tiền thu lãi phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu. Ok. Thu lãi đúng không? Đây là thu lãi. Chỉ việc thu lãi này chúng ta xem nào. Thu thì chắc chắn bằng dấu dương rồi đúng không? Thu chắc chắn bằng dấu dương rồi. Ta xem ở đây có cái nào là tài chính 1 không? Đấy, kiểu thu thì chúng ta nhìn bên nợ thôi nhá. Không có cái nào tài chính 1 cả. Ok, vậy là không. Đấy. Tương tự như thế nhá, thì các bạn cũng sẽ không nào tìm thấy tài chính 2 đâu, nó cũng là không nốt, được chưa? Đến tài chính 3 thì nó mới có, được không? Đến tài chính 3 là mới có. Tài chính 3 là gì? Tài chính 3 của mình nghĩ là gì? Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được. Thì đây là nhận được đúng không? Chắc chắn nó sẽ mang dấu dương đây rồi đúng không? Chắc chắn sẽ mang dấu dương. Và bây giờ dương thì chúng ta xem những cái nào tài chính 3 tổng hết vào nhau thôi. Và chắc chắn nó ở dòng tiền thu nhá, dương là ở thu mà. Đây có gì không? Không có, đúng không? Tài chính 3 rồi có một cái thôi, 550. Được chưa? Có một cái 550 thôi nha. Ok. Tiếp theo là tài chính 4. Tài chính 4 là tiền chi trả nợ gốc vay, đúng không? Tiền chi trả nợ gốc vay thì chắc chắn đây là chi nó mang dấu âm rồi đúng không? Bằng âm mở ngoặc này. Đấy, chúng ta xem có những cái nào cộng vào thôi. Tài chính 4 âm thì chắc chắn nó sẽ ở bên này đúng không? Chi mà, chắc chắn ở bên có đấy. Có một cái tài chính 4 đây là 500. Đúng không? Tài chính 4 đây là 500 này. Em còn gì không? Còn gì không? Hết rồi. Hết rồi. Ok. Đấy. Hết luôn. Thế là tài chính 5 và tài chính 6. Ok chưa? Tài chính 5 và tài chính 6. Tài chính 5 đây là gì? Tiền chi trả nợ thuê tài chính. Thì không có cái nào đúng không? Các bạn có thể tìm trên giúp mình nhá. Không có cái nào. Còn tài chính 6 nhá thì nó sẽ có. Được chưa? Tài chính 6 ở đây là gì nhỉ? Tiền cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu. Đã trả chắc chắn là chi đúng không? Đấy, chắc chắn là chi. Và người ta biết ở đây có một khoản đúng không? Là mình trả cổ tức ấy. Trả cổ tức đúng không? Thì nó ở cái gì? Nó ở tài chính 6 đây đúng không? Có 100 thôi. Ok chưa? Đấy, vậy chúng ta điền vào thôi là xong. Được không? Đó, hết tất cả rồi.
Được chưa? Vậy tiếp theo chúng ta sẽ tính được cái lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính. Mình đã nói rồi, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động nào chúng ta hãy tổng hết hoạt động đó là được. Ok chưa? Đấy. Bằng rồi, bằng 50. Thì thôi, đấy và mình sẽ chỉnh lại cái này nhá. Nó đang bị thừa mấy số 0 đúng không? Mình sẽ ấn cái nút này này. Đấy, giảm bớt số 0 đi. Rồi, ok, đẹp chưa? Đẹp luôn, đúng không? Đẹp luôn rồi nhá. Tiếp đến là lưu chuyển tiền thuần trong kỳ, đúng không? Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ấy, chúng ta làm như nào đây? Thì rất là dễ nhá, còn nhớ giúp mình. Chúng ta sẽ bằng này. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chúng ta sẽ tổng hết, được chưa? Tổng hết mấy cái lưu chuyển tiền thuần. Trong đó có lưu chuyển tiền thuần từ động kinh doanh, được chưa? Cộng với cả gì? Lưu chuyển tiền thuần từ động đầu tư, cộng với cả gì? Lưu chuyển tiền thuần từ động tài chính. Thế là xong. Ok chưa? Bây giờ ra là 1403 nha. 403 như thế này. Được chưa? Tiếp đến là tiền và tương tiền đầu kỳ đúng không? Đấy, tức là tiền đây là tiền đầu kỳ nhá. Tiền và tương tiền đầu kỳ chúng ta tổng hết lại giúp mình. Được chưa? Thế là sẽ có hai khoản đúng không? À, 500 đúng không? Cộng với cả gì? 800. Cộng hết số dư đầu kỳ thôi. Trong đó số dư đầu kỳ của 11 là 500. Số dư đầu kỳ 112 là 800. Vậy tổng hết lại đúng không? Nó sẽ ra bằng là 1300. Dư giản vậy thôi. 1300. Đấy. Tiếp theo là tính tiền và tương tiền cuối kỳ bằng cách gì? Thì các bạn sẽ tổng nhá. Lấy tiền và tương tiền đầu kỳ cộng với cả lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là sẽ ra tiền và tương tiền cuối kỳ. Ok không? Sẽ ra tiền và tương tiền cuối kỳ. Đấy, vậy thôi. Đó. Ok. Nhưng mà tuy nhiên các bạn chú ý giúp mình nhá. Đây là đến đây này là xong rồi đúng không? Nhớ các bạn phải kiểm tra lại. Đây là cái chỗ này này. Cái chỗ này nhá. Sẽ phải bằng là gì? Số dư đúng không? Các tài khoản ấy. Đúng không? Đây này. Ta phải xem là tài khoản 111 có số dư là bao nhiêu đúng không? Ở cuối kỳ ấy. Tài khoản 112 số dư cuối kỳ là bao nhiêu đúng không? Đấy. Để xem nó có bằng nhau không đúng không? Tổng đây này. Nó bảo là tổng đây là tiền và tương tiền cuối kỳ. Thì nó cũng phải ra đúng không? Bằng tiền và tương tiền cuối kỳ chứ. Được chưa? Đấy. Và chúng ta thấy này. Ở đây 111 của chúng ta là gì? Cuối kỳ là 17 là 1079 đúng không? Còn 112 là bao nhiêu? 112 chúng ta ấy, đây là 1324 đúng không? Thì các bạn ví dụ các bạn tính tổng đi. Thấy chưa? Tổng đi, xem nó ra chưa? Tổng bằng gì đây? Tổng ví dụ bằng sum nhá. Đây. Rồi, tổng hết vào đúng không? Bằng bao nhiêu? Thì nó ra là 2403 thôi. Đây phải là 2703 cơ. Thấy chưa? Thì đây chúng ta có sai không? Thì không đúng không? Tại vì đây là gì? Tiền và cả gì nữa? À, tương đương tiền nữa. Ở đây chúng ta vẫn chưa bổ sung cái tương đương tiền mà. Đúng không? Đây chúng ta vẫn chưa bổ sung cái tương đương tiền. Được chưa? Vậy thế mình sẽ điền nốt cái tương đương tiền vào đây là được. Đúng không? Tương đương tiền thôi. Được chưa? Đấy. Mình sẽ điền nốt cái tương đương tiền vào đây nha. Đó. Xem là bao nhiêu. Thì cái tương đương tiền này ý, mình đã xác định cho các bạn rồi đúng không? Nó có 300 đây tương đương tiền này. Được chưa? Vậy chúng ta phải tổng cả cái đó vào nha. Tổng cả cái đó vào. Thì nó mới ra được đúng cái số này. Được chưa? Nếu không các bạn sẽ thấy là nó không bằng nhau đâu. Được chưa? Bởi vì đây là tiền và tương đương tiền cuối kỳ. Được không? Thì các bạn phải tổng hết tiền và cả tương đương tiền nữa. Thì đúng không? Nó mới ra đúng. Và đến đây là đúng rồi. Được chưa? Ta kiểm tra lại thấy đúng rồi thì ok. Đây là xong. Đúng luôn. Được chưa? Đã nhớ nhá. Rồi. Vậy đây là mình đã lập xong cái báo cáo chuyển tiền tệ trong bài số 6 của chúng ta theo phương pháp trực tiếp. Rất là dễ thôi đúng không? Đấy. Lập xong theo phương pháp trực tiếp rồi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó. Và ấy, đây là kiểu ấy, doanh nghiệp nhỏ sẽ làm. Đấy. Thì nó cũng khá đơn giản đúng không? Doanh nghiệp nhỏ sẽ làm cũng khá đơn giản. Đấy. Mà đây là mình chỉ các bạn là gì? Cách mà đi thi nếu mà có chúng ta làm như thế nào thôi. Được không? Còn nếu mà trong doanh nghiệp thì người ta sẽ làm rất đơn giản đúng không? Người ta có tất cả số liệu trên Excel rồi. Người ta chỉ cần lọc đúng không? Bằng Pivot Table gì đấy. Thì người ta ấy có hết tất cả các tài khoản, tất cả số dư. Người ta chỉ cần điền vào là xong. Rất là nhanh. Được chưa? Cũng khá là nhanh thôi. Và ấy, ở đây là gì? Theo pháp trực tiếp đúng không? Còn các bạn nhớ giúp mình nhá. Đây là theo pháp gián tiếp ấy. Thì thường các doanh nghiệp niêm yết sẽ lập bằng pháp gián tiếp. Được chưa? Và các bạn nhớ giúp mình là làm theo phương pháp nào cũng phải ra một kết quả. Được chưa? Cũng phải ra cái tiền và tương tiền cuối kỳ này này. Nó phải ra là 2703 như vậy. Được không? Thế nhá. Ok chưa? Rồi. Vậy qua đây mình đã lập cho các bạn xong phương pháp trực tiếp rồi. Được chưa? Đấy. Thì ở phần tiếp theo mình sẽ cùng các bạn chuyển đến nhá. Là lập theo phương pháp là gì? Gián tiếp. Đúng không? Lập theo pháp gián tiếp. Thì các bạn nhớ giúp mình ở đấy nó chỉ khác ở cách lập cái hoạt động kinh doanh thôi. Còn hai hoạt động còn lại thì y hệt. Được chưa? Tức là khi mà các bạn lập cái báo cáo chuyển tệ theo pháp gián tiếp ấy thì nó chỉ khác cái này thôi, được chưa? Nó không còn dễ là kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 này nữa mà ấy nó sẽ có các cái phức tạp hơn. Ok không? Còn hai hoạt động còn lại vẫn giữ nguyên như vậy đúng không? Còn từ đây đến cuối vẫn giữ nguyên như vậy này. Được chưa? Đấy cho nên các bạn làm được cái trực tiếp thì cũng coi như là làm được một nửa cái gián tiếp rồi, đúng không? Chỉ khó ở cái kinh doanh thôi. Và làm như nào thì ở buổi sau mình sẽ chỉ. Còn hôm nay thì mình sẽ dừng lại tại đây thôi nhá. Hẹn lại các bạn trong video tiếp theo. Ba mọi người. Bye bye.